chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với channel Lâm Gia Trinh, chuyên chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn và ẩm thực Sài Gòn. Thì ngày hôm nay là em sẽ chia sẻ về một cái nơi ăn sủi cảo rất là đặc biệt ở Sài Gòn. Người Việt Nam mình hay có câu là ăn quận 5, nằm quận 3 và la cà quận nhất. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ về cái món ăn, đó chính là món sủi cảo, và đặc biệt là nằm trên cái con phố sủi cảo ở đường Hà Tôn Quyền, quận 11. Thì ở đây là cái quán ăn rất là nổi tiếng và em được nhiều người cho biết đến đây. Bây giờ em xin phép là em vô đây ăn thử và em sẽ chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị xem ạ. Tên của em là Lâm Gia Trinh luôn, là cái tên đó luôn.
barbecue. Thì cái món bên này là sủi cảo thập cẩm, còn cái này là sủi cảo chiên. Ở đây cũng có là cái món sủi cảo chạp, đó chính là thay vì thập cẩm như vậy thì cái tô, nếu mà tô sủi cảo chạp á là mình chỉ có sủi cảo với lại rau thôi à, chứ không có da heo, cũng không có mực, không có cá viên luôn. Bây giờ trước hết là mình sẽ làm cái nước chấm trước. Thì cái cách mà người Hoa ăn thì như lần trước là em có giới thiệu, đây là chấm đỏ, đây là giấm tàu, giấm đỏ. Còn đây là nước tương thì người ta đã cái ký hiệu hết riêng của người ta rồi. Đây là tương cay. Thì thôi đầu tiên dẹp dẹp rồi bớt cái dẹp đi. Mình sẽ để tương ớt trước. Xong rồi mình lại tiếp tục là để thêm miếng sa tế. Rồi lại một chút giấm tàu. Mấy ở đâu? Ồ, cảm ơn chị. Phải lên. Chút tương ớt hơi ít ha. Nói chung là ăn cái món này thì làm nó sẽ sệt sệt thì ăn sẽ ngon hơn. Rồi em cho thêm miếng tương ớt vô nữa. Coi chừng cái nha. Rồi đây. Thì đầu tiên là mình nhìn tổng thể qua hai cái món ăn này trước nha quý vị. Thì đây là cái món sủi cảo thập cẩm. Ở đây là mình có da heo nè. Đây là mình có mực nè. Wow, nó rất là dày. Rất là dày ha. Đây là cá viên, rau. Rồi tiếp đến là sủi cảo. Bây giờ chắc là em sẽ xin phép là em ăn từng món trước à. Uống nước sốt chứ. Cái nước súp ở đây thì vừa phải rồi. Tuy nhiên là khi mà ăn những cái món của người Hoa thì mình nên cho một chút chấm tàu vô thì cái vị của nó sẽ được hòa trộn lại với nhau ghê hơn ạ. Thì thực ra những cái này á, mà mình ăn không cũng được. Tuy nhiên là khi mà mình chấm với nước chấm á, với nước sốt á, thì cái hương vị của mình nó sẽ tăng cao hơn. Rất là dai luôn á. Rất là dai. Và bản thân em á, thì rất là thích ăn chả cá. Thì mình cũng biết làm khi mà chả cá dai như vậy á
thì thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nguyên liệu nó tươi, thứ hai là mình phải quét, mình phải quét tay cho cái nguyên liệu nó rất là đều thì mình mới có, mình với lại mình khi mà mình gò viên á thì mình cũng cần một chút kỹ thuật thì nó mới có thể là dai đến như vậy, chứ không thể nào mà bình thường mà dai được vậy đâu ạ. Bây giờ mình ăn đến cái món chính thì ha, là món sủi cảo. Đây bự quá, sủi cảo mà cắt được không? Không, lấy nĩa đi. Được, lấy nĩa đi. Dùng nĩa đi cho nó dễ. Cắt không được rồi thôi, em xin phép là dùng nĩa. Đó, thấy dễ không? Rồi, rất là to và mình có thể nhìn thấy là cái lớp bột thì rất là mỏng và mình nhìn được thấy miếng thịt ở trong là rất là bự ha. Ăn xong vô miếng nữa, ăn xong vô miếng nữa mới thấy được, thấy rồi đó, nó lấp ló rồi đó, nhưng mà thôi để cắn thêm miếng nữa đi ạ. Còn cắn hết luôn rồi đó. Rất là còn còn cái vui. Ngon tôm. Thì phía bên trong của cái miếng sủi cảo này á gồm có tôm. Tôm này là được lột vỏ. Và thịt cộng với thịt với lại cá mình được khuếch để mình làm cho cái miếng thịt, cái lớp thịt thì nó dai dai. Nó dai khi mà mình ăn á là nó đứt liền luôn. Rất là ngon và đặc biệt là khi mà mình ăn với lại cái nước sốt á, cái nước súp á thì nó làm tăng thêm cái hương vị ngon của mình lên nữa. Ở đây là mình cũng có rau đây ạ. Rau này người ta trụng qua chứ không ăn rau xong. Rau này đã được trụng qua rồi và ăn rất là ngon, có tóp mỡ, có tóp mỡ luôn. Đặc biệt là những người mà thích ăn tóp mỡ thì đây là những cái món ăn rất là yêu thích. Và khi mà mình nhìn vô cái nước súp ở đây á thì mình thấy là nước súp á nó hơi đục chứ nó không phải là hoàn toàn trong. Và đặc biệt là em là một người ăn rất là kỳ những cái món mà về có bột ngọt quá nhiều, thì nếu như mà ở đâu mà có bột ngọt quá nhiều thì ăn là cơ thể của em nó sẽ nhận biết được liền. Còn tuy nhiên ở đây là mình lúc nãy ăn từ đầu đến giờ thì mình vẫn chưa có gì cả. Và khi mà mình thấy trong cái nồi súp lúc nãy á thì mình có da heo, da cá rồi lại có xương nữa, cho nên mình cũng có thể tin tưởng được rằng là này không phải là nấu từ bột ngọt mà ra. Bây giờ đến món sủi cảo chiên vậy. Thì đây là phía dưới mình là cũng có rau xà lách ha, được trang trí vào rau xà lách. Và bây giờ đây cái miếng sủi cảo, cái này thì mình ăn với lại nước sốt chua ngọt. Hay nếu mà người tiều ở dưới quê mình thì còn gọi cái này là bùi chìa. Chưa thấy được con tôm giòn không? Giòn. Tôm em nè. Thì cái này cũng làm sủi cảo như cái sủi cảo trong cái tô sủi cảo thập cẩm của mình thôi. Tuy nhiên thì thay vì sủi cảo thập cẩm là mình để mình trụng nó để cho nó chín, còn cái này là mình chiên lên. Tại vì thực ra mình nói là tôm với lại thịt ở trong đây của mình là đã chín sẵn rồi thì mình chỉ có việc chiên qua thôi. Và khi mà mình ăn với lại nước sốt thì nó rất là hợp vị, rất là hợp vừa miệng ăn mình. Chua ngọt đỏ rất là ngon à. Và đặc biệt là cái khu này thì có bán là nước mía dâu, nghe là nước mía mình trộn với dâu thì cái này là lần đầu tiên em mới được uống. Rồi để bây giờ em uống thử như thế nào ạ. Cái vị nó rất là đặc biệt, tại vì
nước mía bình thường á là nó đã ngọt rồi, tuy nhiên dâu của mình nó là chua, nhưng mà khi mà kết hợp hai cái thứ này lại thì nó rất là vừa phải. Và mình có thể nhìn thấy là cái ly này á thì mình cũng còn thấy được là những cái hột dâu này ạ. Và không những là chỉ là có cái vị không đâu, mà cái màu của mình nhìn nó cũng rất là bắt mắt. Tuy nhiên khi mà mình uống cái vị với lại ở thời tiết ở Sài Gòn á, mùa này là mùa mưa thiệt, nhưng mà những cái ngày hôm nay thì trời rất là nóng, khi mà có một cái ly nước mía mà dâu mát lạnh như thế này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ngon quá. Và nếu như mà cô chú anh chị mà Việt Kiều mình á có dịp mà về Sài Gòn á thì có thể là liên hệ với em ở trên cái kênh YouTube Lâm Gia Trinh này của em, thì có thể là em sẽ hướng dẫn mọi người đến những cái quán này ăn. Và rất là cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem cái video ngày hôm nay của em về cái món sủi cảo này. Thì nếu như mà quý cô chú anh chị là xem là nếu mà em còn những cái gì mà thắc mắc, những cái gì mà chưa có tốt á, thì mình có thể là nhận xét tiếp em, hoặc là mình có những cái món ăn gì mà lâu rồi mình chưa được ăn nè, và đặc biệt là chỉ có ở Sài Gòn mới có thôi, thì rất là mong quý cô chú anh chị là có thể là gợi ý ở phía dưới cho em nhé. Và em xin cảm ơn rất là nhiều. Và quý cô chú anh chị cũng đừng quên là nếu như mà thích cái video trên kênh của em thì có thể là nhấn đăng ký cho để mà mình có thể nhận được những cái video mới hàng ngày ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nhắc lại cái địa chỉ cái nè. Cái địa chỉ ở chỗ này là 195 Hạ Tôn Quyền, hoặc là ở đây là em đang ăn ở trong hẻm, thì hẻm là số 191 Hạ Tôn Quyền. Và cái tiệm này tên là Thiên Thiên, sủi cảo Thiên Thiên.